Oppo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tiếp theo là một chàng trai mang một phong cách hóm hỉnh cùng với một giọng hát ngọt ngào ấm áp. Cùng xem anh ấy sẽ chinh phục ban giám khảo như thế nào nha. Cái ca này giao cho chị Thanh Lam. Dạ, lời đầu tiên em xin được trân trọng kính chào bốn vị ban giám khảo, xin được kính chào tất cả quý khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Anh em siêu. Anh em siêu. Em ơi. Người Việt Nam. Em diễn lại cái cảnh mà mắt nhìn quýt phát xong tháo kính nhấp kính phát này, chị thấy cái cảnh đấy rất hay. Cho diễn lại chị một lần nữa cái cảnh đấy với đeo kính xong tháo ra. Chị rất thích chuẩn men đúng okay. Không? Ok. Đây em chúc các mì gồm. Oh yeah. Và phải chào vòng tiến Hàn Quốc. Trước tiên thì em xin được tự giới thiệu về bản thân em chút xíu. Em tên là Trần Minh Dũng và em đến từ mảnh đất Cần Thơ, một người con của miền Tây sông nước. Và hôm nay em đến đây, em xin hát ca khúc với giai điệu và ca từ rất là hay, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thị Miên, Niệm Khúc Cuối. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời, tìm mỗi nhau cho nhau gian nan tìm đau, vừa đôi tay ước muốn tu đầy tóc rối bạc màu, vết dấu tình sâu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu em. Xin cho tôi như cơn ngủ, dù em đưa em một lần, dù em vào mộng, đưa em vào đời một thời yêu đương. Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng, xin cho một lần, cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ na tìm tôi, dù có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa xin vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa xin vẫn. Em khỏe chưa? Selfie gửi cho anh ngắm xem nào. Trời ơi, không được đâu, em đang bệnh xấu xí lắm.
Camera Phone F1, thiết kế chuẩn hào hoa. Camera chăm sóc sắc đẹp. Oppo Camera Phone. Tôi là chuẩn men nên mà tôi còn mê em. Eo ơi, không phải tự giới thiệu như thế đâu nhá. Không phải, nhưng mà cho chị hỏi một tí, tại sao lại ra với một cái phong cách rất là ngầu và tưởng rằng sẽ là một cái loại nhạc của Hàn Quốc, teng teng techno, sau rồi tự dưng lại vào bài phát lại rồi mai đây ai đưa em đi. Chị không hiểu là cái mục đích là mình đoạn đầu vào trong bài nó có ý đồ gì không? Dạ thưa chị á, thật ra thì em đang muốn hướng tới một cái hình ảnh là những người tuổi trẻ với cái phong cách trẻ trung năng động, nhưng mà vẫn có thể thích nghi và tiếp thu được những cái dòng nhạc, những cái bài hát bất hủ đi cùng năm tháng. Thật ra đến với cái chương trình Nhân tố Bí ẩn lần này thì em cũng muốn trải nghiệm bản thân em được nhiều hơn, là có thể là ngoài mình hát những cái bản ballad trữ tình, mình có thể mình tiếp thu và tiếp cận với những cái dòng nhạc như dance, hip hop, R&B. Thế giờ nhảy xem nào, em nhảy đi. Dạ em nhảy như con Jun ấy đó. Em xin hát một đoạn In The Club, một sáng tác của nhạc sĩ Hồi Anh. Thế có cả nhảy nhá, có cả nhảy nhá. Không, người ta diễn phong thái được rồi. Phong thái thôi. Đúng rồi, đấy dạ. Thấy không? Thấy chị hiểu em không? Ok. Ok, rồi. Nhìn em ngay từ phố ở đâu, anh đã biết ta sẽ quấn quýt bên nhau. Môi hôn thật sâu, như yêu từ lâu, ta vui vào màn đêm thâu. Thank you. Đúng là rất lịch lãm. Em ơi, chị nói thật nhá, ra đầu tiên là chị thấy em hơi giống Biren của Hàn Quốc đúng không? Cái phong cách của em này kia. Nhưng mà đến khi hỏi ra thì em lại ở miền sông nước. Rồi sau đó em lại hát giống hơi giống chất anh Quang Dũng. À, thế thấy giống Tuấn Ngọc. Tuấn Ngọc. Dạ, thằng tướng em. Thằng tướng em đúng không? Dạ. Xong rồi sau đấy khi mà em hát thì em lại rất là giao lưu với chị. Tôi thiên vị nhá, thế tức là sẽ mất một phiếu của Thanh Lam. Thôi hai người đừng có giành con chàng trai này, trời ơi. Thôi chàng trai thì phải để cho hai người nói chuyện. Chị nói thật đấy, là ngày hôm nay chị có một cái linh cảm. Chị hay gọi là có gì nhỉ, giác quan thứ 6. Chị đừng của em đấy. Không thật mà. Chị linh cảm là ngày hôm nay chương trình sẽ rất là tuyệt vời. Và chị vẫn nói với mọi người như thế, là hôm nay chắc chắn Nhân tố Bí ẩn sẽ bùng nổ những cái nhân tố và những cái nhân tài. Và đến em thì thật sự cho chị cái cảm giác này là cái linh cảm của chị luôn luôn đúng. Dù nó có sai 9 lần thì bây giờ nó cũng đúng 1 lần rồi. Chị linh cảm lần nào cũng sai nhưng mà lần này chị đúng rồi. Chị thích cái kiểu em hát nhạc xưa như vậy, em hát rất là tình cảm. Nhưng mà cái phong thái của em nó rất là đĩnh đạc. Nói chung là chị không còn gì để phải nói nhiều về tiết mục của em. Em rất là đa phong cách. Cái giọng hát của em có thể hát được rất nhiều điều. Và Nhân tố Bí ẩn sẽ có thể khai thác được rất nhiều từ em. Và em sẽ được rất nhiều từ Nhân tố Bí ẩn. Dạ, em xin cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Không, bây giờ như này. Đã mê, đã chót mê rồi thì thôi là Dương ơi, Dương. Tung mỉ chính rồi. Chị thì chị thấy là như này, em chắc chắn là chưa học thanh nhạc một tí nào. Dạ, đúng rồi. Nghe khi em lên cao ấy, tất cả những cái nốt cao em đưa hết vào giọng mũi nghe. Nghe nó chưa lôi cuốn được chị. Dạ vâng ạ. Thế em mới cần chị sẽ chỉ cho em ạ. Đấy, thấy chưa? Cần phải chỉ mà chị. Tùng Dương thử một chút xíu về quãng giọng của bạn này xem chị thấy. Em cứ bình tĩnh nhá. Bình thường chị không thấy hai người này khó khăn như vậy đâu. Tức là em cũng nằm trong tầm ngắm của sự bí ẩn đấy. Bạn ấy có một cái giọng hát baritone mà rất là mượt mà, rất là đẹp ở những cái quãng trung trầm. Bây giờ giúp anh hát một câu thật cao xem nào. Trời ơi, chị căng thẳng quá em ơi. Chiều xưa em qua đây, dù hồn nắng ngủ say. Chiều xưa em qua đây, dù hồn nắng ngủ say. Lời yêu cho động đời. Đấy. Tình đấy. Yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Đấy. Đấy. Các bạn thấy sao ạ? Hát cao bằng Tùng Dương ấy. Thôi được rồi, thử đủ chưa? Đủ chưa, đủ chưa? Bây giờ có thể đưa quyết định được chưa? Đủ chưa? Trời ơi, làm khó con người ta dễ sợ. Thấy không, anh Dương Hơ Linh thấy không? Tại khó vì nhờ. Sao? Vì bạn đấy, cái cơ hội của bạn không còn nhiều nữa. 28 tuổi, bắt đầu vào âm nhạc là hơi muộn. Nếu như này, và khoảng 21 tuổi, chị chọn ngay lập tức. Bây giờ ngoài hát ra có nghề gì khác nữa không? À, thưa chị thì
Hát chỉ là chơi thôi đúng không? Không chị ạ. Em đến với âm nhạc thì cách đây cũng gần 10 năm. Và trong cái khoảng thời gian theo đuổi cái đam mê của mình, em đã đi làm rất là nhiều việc. Tất cả từ bốc vác, giao hàng, đi tiếp thị, làm tất cả mọi việc. Miễn là cái đồng tiền mình tìm ra bằng chính mồ hôi nước mắt của mình. Người ta luôn vẽ tranh với những điều đẹp đẽ nhất, mượt mà nhất, và luôn được trao chuốt kỹ nhất. Nhưng còn riêng đối với bản thân của Dũng, Dũng quan niệm rằng chỉ cần sống đơn giản, mộc mạc, nhưng luôn cháy hết mình với đam mê ca hát của bản thân thì sẽ cho ra được những bức tranh tuyệt vời. Để mùa đông buốt giá bờ vai mềm, bây giờ tháng mấy rồi. Nè Hà Chi với những việc mưu sinh thô ráp, khi mà tâm hồn bên trong đã dành trọn cho ca hát, cho nên Dũng làm nhiều việc lắm. Từ việc phụ giúp dọn vệ sinh đường phố với một người quen, rồi Dũng tranh thủ phụ giúp gia đình trông coi một quán ăn nhỏ nữa. Thỉnh thoảng Dũng cũng được người ta mời đi hát. Cái cảm giác được hát nó mới khó tả làm sao. Có thể nói Dũng lao động miệt mài cốt chỉ để nuôi dưỡng dòng máu ca hát đang chảy trong con người mình. 28 tuổi, đến với chương trình Nhân Tố Bí Ẩn là một quyết định táo bạo nhất của bản thân. Đơn giản vì Dũng nghĩ, sau bao nhiêu năm ấp ủ, giờ là lúc gác lại mọi thứ và tập trung cho niềm đam mê thật sự của mình. Sống mà phẳng lặng quá thì cũng chẳng có gì để kể đâu. Cho nên Dũng muốn một lần được sống hết mình và cháy hết mình với ngọn lửa âm nhạc bên trong con người Dũng. Có một cái câu mà em nghe nói, em cảm thấy rất là ý nghĩa. Chỉ cần bạn theo đuổi đam mê, chắc chắn một ngày nào đó thành công sẽ theo đuổi bạn. Nhưng mà anh ý nghĩ là tài năng thì không có giới hạn bởi tuổi tác. Thì ngày hôm nay em có mặt tại đây cũng là một cái cơ hội dành cho em. X Factor là một cuộc thi cho tất cả đối tuổi, chứ không phải là chỉ cái trẻ thôi chị ạ. Biết dù gì thì là cũng trẻ hơn anh Dương Khắc Linh với Tùng Dương rồi. Cho nên là anh đồng ý. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Chị Hương trước đây mê mà lúc nãy khen dữ lắm hả? Đương nhiên một điều là chị tin vào khả năng của em cứ tiếp tục theo ca hát đi. Cái nhạc xưa của em á, nếu mà em hát nhạc xưa á, mà cái phong thái của em chắc chắn là một cái điều rất là mới mẻ. Em hoàn toàn rất khác với tất cả những cái ca sĩ hát nhạc xưa từ trước giờ, ca sĩ nam á. Cứ tiếp tục mà theo đi, chị đảm bảo em thành công luôn, chị đồng ý. Những người mà như anh hay là chị Thanh Lan thì thường là thích những cái gì cá tính, sáng tạo, mới mẻ. Nhưng không có nghĩa rằng là anh không công nhận những cái gì, những cái giá trị quen thuộc. Chính vì vậy là anh mong chờ ở nếu vòng trong em có được vào thì hãy hát những ca khúc mới hơn, cho thêm cái sự đa dạng trong chính cái phong cách của em. Anh đồng ý. Cảm ơn anh ạ. Vậy thôi thì chúc mừng em rồi còn gì nữa. Em xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều ạ. Xin chúc mừng Minh Dũng đã chinh phục được ban giám khảo, không chỉ bởi cá tính và giọng hát mà còn bởi niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Liệu đây có phải là một trong những nhân tố mà ban giám khảo đang tìm kiếm?